Cùng với phần thưởng trị giá 60 triệu đồng. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn quay lại kênh YouTube của Mr. Xuân Hoàng. Ngày hôm nay, khác mọi ngày, Hoàng mặc chiếc áo sặc sỡ hơn mọi ngày bình thường. Các bạn thấy Hoàng là chỉ là đồ đen hoặc là đồ trắng thôi. Đó là đồ đi làm. Nhưng mà ngày hôm nay Hoàng đi chơi thể thao. Mà đặc biệt hơn là Hoàng tổ chức một cái giải đấu pickleball các bạn. Đây nè, hiện giờ là Hoàng đang ở một cái sân pickleball ở số 93 Nguyễn Hoàng, quận 2, phường An Phú, quận 2 nha. Cái sân này là của bạn Hoàng mở ra cho anh em vui chơi. Và ngày hôm nay Hoàng tổ chức một cái giải rất là đặc biệt các bạn. À, sẵn đây Hoàng nói luôn chút xíu là các bạn, hôm bữa mấy bạn nói con VF3 của Hoàng là cái logo nằm xéo khó chịu, thì bữa nay Hoàng đã cho logo nằm thẳng rồi nè các bạn thấy không. Các bạn nói là Hoàng sẽ ghi nhận ngay, logo đã nằm giữa rồi và Hoàng để màu đỏ ha. Tại sao để màu đỏ? Tại vì phía sau cũng màu đỏ luôn, phía sau cũng màu đỏ luôn, đây phía sau màu đỏ luôn cho nó hợp với cái đèn xe. Thành ra phía trước mình tạm thời mình để cái màu đỏ. Thì nhân tiện ngày hôm nay Hoàng làm cái giải pickleball. Nhưng mà cái giải này nó có tên rất là kỳ lạ. À, và kỳ lạ như thế nào? Các bạn đợi chút xíu Hoàng dẫn các bạn vô coi thử. Nhưng mà trước mắt Hoàng xin quảng cáo một chút xíu nha. Đây các bạn nhìn đây. Mira. Mira năng lượng sống mỗi ngày. Đây là một loại nước kiềm và nước vitamin đang rất là hot tại Việt Nam. Và Hoàng hân hạnh ngày hôm nay là Hoàng là nhà phân phối chính thức tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chiếc xe nè các bạn, Nguyễn Xuân Hoàng, uy tín luôn. Nguyễn Xuân Hoàng nha, rất là uy tín. Đó, chiếc xe Mira. Và Mira là tài trợ chính cho cái giải ngày hôm nay. Đi các bạn theo Hoàng vô đây. Đây các bạn vô đây, Hoàng sẽ cho các bạn coi. Cái tên này rất là hay. Đó, đây các bạn, các bạn nhìn backdrop đi. Các bạn ra xa xa chút xíu, nhìn backdrop chút xíu nha. Đó, các bạn thấy hết chưa, toàn cảnh chưa? Rồi các bạn xích lại đây cho Hoàng chỉ cho các bạn xem này nè. Pickleball Championship, nhưng mà dành cho vận động viên yêu tennis. Đó, đọc nha. Cái này hơi đọc nha, cái cúp cũng vậy. Đây các bạn nhìn cúp đây, pickleball nhưng mà I love tennis nha. Đây các bạn vô đây nhìn thử nè, I love tennis. Đây các đơn vị tài trợ đây, Mastercare thương hiệu đó giờ rồi ha. Nhưng mà Mira, cái mà Hoàng vừa mới nói với các bạn đây. Và đặc biệt là có thêm là GT Angel, là bệnh viện thẩm mỹ rất là nổi tiếng của bạn Thành. Nên bạn Thành GT đây là bạn Thành đang khởi động rất là dữ rồi các bạn. Đây đó, lát nữa chúng ta sẽ có phỏng vấn riêng nha. Và bây giờ đây, đây là các bạn, đây là nước Mira. Mira thì là nước, có thể nói cái nước vitamin này là lần đầu tiên có mặt trên thị trường, là có bốn cái hương vị, là vị dâu, vị đào, vị chanh, rất là ngon nha. Cái này thì là không thể nào mà nói hết bằng lời được. Tại vì sao? Chúng ta hoàn toàn phải trải nghiệm, các bạn nên trải nghiệm thử. Tại vì mỗi một loại vitamin nó đem lại cho bạn một cái cảm giác rất là hay. Và có thể nói Mira vitamin là loại nước vitamin đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam nha. Và đóng chai như thế này, các bạn uống thử đi, chơi thể thao rất là tốt nha. Nhưng mà chúng ta sẽ nói về Mira này sau. Ngày hôm nay Hoàng muốn giới thiệu với các bạn là Hoàng chính thức là phân phối nước vitamin Mira tại thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ Hoàng sẽ nói thêm cho các bạn nghe, lát nữa Hoàng sẽ nói thêm cho các bạn nghe vì sao lại có tên là giải Pickleball Championship mà dành cho vận động viên yêu tennis. Bây giờ Hoàng sẽ vô, anh em đã có mặt hết rồi các bạn nhìn thử đi. Giờ Hoàng sẽ vô để tiến hành chuẩn bị để mà khai mạc giải nha. Rồi lát nữa Hoàng sẽ nói cho các bạn nghe vì sao cái giải này sẽ có tên như vậy. Rồi, hẹn các bạn nha.
Bây giờ Hoàng thi đấu trận đầu tiên, các bạn coi thử nha. Như các bạn đang thấy, cái trận này rất là hay. Đó là Thành GT đánh với một bạn tên là bạn Thành quận 6. Bạn này lúc trước là kèo tennis là hơn 1.000 điểm, có nghĩa là chỉ thua những vận động viên top số 1, số 2 Việt Nam thôi. Hiện giờ bạn vẫn đang chơi tennis đó, nhưng mà bạn vô pickleball mới có 1-2 ngày thôi, nhưng mà đánh rất là hay. Bên kia là một bạn tên là Thịnh Tia Chớp, hay không kém luôn. Các bạn coi thử những vận động viên tennis đánh biểu diễn pickleball nè. Trận này hay nè nha. Sao các bạn thấy trận vừa rồi hay không? Đó là hai vận động viên tennis trình cao chưa bao giờ chơi pickleball. Hôm nay mình có mặt tại sân là sẽ có thêm một vận động viên tennis trình cao, cụ số 1 Việt Nam nữa. Lát nữa mà Hoàng sẽ phỏng vấn, giờ Hoàng vô Hoàng đánh cái nha. Vâng, vừa rồi là Hoàng đã đánh được 3 trận, 1 thắng, 1 thua, 1 hòa các bạn. Tổng cộng vòng bảng là quýnh tới 6 trận. Có 7 đội, 6 trận. Còn 3 trận nữa, ráng cố gắng vô vòng trong. Đó, các bạn thấy không? Hấp dẫn không? Rồi, bây giờ các bạn đi theo Hoàng để Hoàng giải thích cho các bạn nghe tại sao gọi là dành cho các vận động viên yêu tennis. Tại vì nãy giờ Hoàng cho các bạn xem, đa phần cái giải này của Hoàng là anh em đang chơi tennis không à. Mới tiếp cận với pickleball 1-2 ngày thôi, nhưng mà các bạn nhìn ông rất là hấp dẫn. Tuy là nó sẽ khác nhau ở một số cú, ví dụ như là trên lưới,
pickleball, họ sẽ gọi là roll volley hoặc là roll volley là họ vả giống như bóng bàn vậy nè các bạn. Đó, đây Hoàng cầm cái vợt cho. Ví dụ như là pickleball đó là trên lưới là vả luôn vậy nè, đó. Nhưng còn mà bên tennis là bắt lưới là vậy nè, đó, bắt lưới vậy nè, bắt lưới vậy nè, đó, nó khác nhau. Thành ra nếu như mà những vận động viên đang chơi tennis mà muốn qua pickleball hay là phải bỏ luôn. Còn nếu mà vẫn còn chơi song song với nhau thì là phải đành phải chơi như vậy thôi. Nhưng nhìn vẫn là hấp dẫn đúng không các bạn? Giải này thì có nhiều vận động viên pickleball chuyên nghiệp xin Hoàng tham gia lắm, nhưng mà là Hoàng nói là dành riêng cho những ai đang chơi tennis thôi. Nhìn nó có cái sự hấp dẫn riêng. Rồi các bạn theo dõi cùng Hoàng nha. But I will never stay the same. So I will drive and drive and drive and drive. Rồi, đến với cái giải này của Hoàng ngày hôm nay thì có ca sĩ Châu Gia Kiệt, một người em thân thương. Em là chơi tennis bao nhiêu lâu rồi Kiệt? Em cũng mới chơi tennis à, em chơi từ năm... Chơi tennis mà mới gì? Không, em mới chơi năm 89 nè. Năm 89 thì bắt đầu chơi tennis theo con đường chuyên nghiệp. Rồi một thời gian khoảng chừng chơi khoảng năm 94 thì tham gia giải chuyên nghiệp xong rồi. À, quyết định là nghỉ một tennis một thời gian để vào con đường ca hát. Rồi thì hôm nay á, thì được anh Xuân Hoàng mời tham gia cái giải Bitco, thì cũng chưa có bao giờ chơi Bitco lần nào hết á, nhưng mà thấy cái môn này cũng rất là vui và mới ướt nhẹp hết trơn rồi, mới thắng một trận chung với ông thầy của mình hồi xưa là tennis của mình, đây lại là anh Sang là một cái người thầy hồi xưa là giải tennis chuyên nghiệp luôn, cũng là dẫn dắt cho Kiệt đi con đường theo đường tennis. Và hôm nay cái giải bích cồ của anh Sương Hoàng á, tổ chức thấy là rất là vui và cũng rất là chuyên nghiệp luôn, và đặc biệt là tham gia chủ yếu là vui thôi, nhưng mà cái cúp kia mới là chính kìa. Nhưng mà là em thấy là coi như là hôm nay là chính xác là em tập được bích carbon mấy ngày rồi. Thật sự là em cũng tập được một ngày nữa anh. Một ngày đúng không? Giờ được gặp một ngày rồi. Em thấy chơi nó là sao? Chơi cái môn tennis này á, khi mà anh em mình tennis, anh em mình chuyển qua chơi nó là sao? Tennis là mình vô mình giọng đùng đùng đùng, mình đập smash hay là mình giao anh đùng đùng, còn cái này không có đâu. Cái này cần một cái độ khéo. Khéo cái tay mình lắc qua lắc lại nhiều trước mặt mặt thôi, chứ không phải là sút đùng đùng với Hoàng Thành Trung vậy. Hoàng Thành Trung thì là bắn đùng 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 vô bụng luôn á. Vâng. Nhưng mà thôi, cho nên là cũng nói là tất cả những người anh em á dành một tiếng hồ cho một ngày để chơi pickleball, có thể dục thể thao để có sức khỏe để mình làm tất cả mọi việc của mình, mình yêu mến công việc để mình có tiền để mình lo gia đình. Chứ mà nếu mà có tiền nhiều mà không có sức khỏe thì coi như không có xài được luôn. Rồi, đúng không? Em rồi. Chúc em vô vòng trong. Và cũng có cái là cảm ơn anh Sương Hoàng đã tạo điều kiện cho như anh em cũng như Kiệt giống như tất cả những anh em bên tennis để tham gia mình pickleball, để pickleball như thế nào. Cảm ơn Sương Hoàng. Và sắp tới này anh em nào mà có muốn làm xe đẹp á, giống như Kiệt đang chạy sức bột thì anh Sương Hoàng hứa là sẽ qua độ xe cho Kiệt. Còn anh em nào muốn độ xe thì qua anh Sương Hoàng là độ nhất Sài Gòn này. Đến với cái giải của Hoàng ngày hôm nay thì có một người em là cựu vận động viên tuyển Việt Nam, cựu số 1 Việt Nam. Đúng rồi. Cựu số 1 Việt Nam là em cũng nhiều năm liền ở trong ha. Hoàng Thành Trung là được mệnh danh là người đàn ông không phổi. Khi mà đến đây là đã là U50 rồi. U50 rồi. Nhưng mà vẫn đánh cách đây 1-2 năm là vẫn đánh giải tennis chuyên nghiệp, đánh đơn nha các bạn nha. Thì em thấy coi, theo em thì là giữa tennis và pickleball nó có sự tương đồng như thế nào mà nó có sự khác nhau như thế nào? Dạ em thấy là tennis chuyên nghiệp thì là nó cần nhiều thời gian để làm quen, sau đó là mới thành thục chơi được. Nhưng pickleball nó có một cái hay là chỉ cần người không thể thao vô chỉ cần 5 phút là tập là có thể chơi được liền. Đúng rồi. Nó có một cái hay là ví dụ trong gia đình mình, ví dụ như vợ chồng con gái có thể là cuối tuần là chơi cùng với nhau được. Cái đó em thấy pickleball rất là hay. Em thấy sao mà khi mà hôm nay anh tổ chức một cái giải pickleball
chuyên cho những anh em chơi tennis, em thấy nó làm sao? Em thấy nó quá là hấp dẫn. Và thật ra hôm nay em rất là bỏ rất nhiều việc đi qua để tham gia cái giải này với anh Xuân Hoàng. Em thấy rất là hay đó, chuyên nghiệp. Thì lát nữa các bạn biết sao không? Lát nữa Hoàng sẽ có một trận thi đấu giao hữu giữa một vận động viên pickleball chuyên nghiệp và một vận động viên tennis chuyên nghiệp. Theo bạn thì cái trận đơn đó ai sẽ thắng thì các bạn chờ xem lát nữa nha. Cảm ơn em. Rồi, cảm ơn Xuân Hoàng. Mà các bạn tập trung lại sân số 1 đi. Việt Nam Tennis Hoàng Thạch Trung và một vận động viên pickleball chuyên nghiệp Bảo Thạch Đa. Đấu đơn giữa vận động viên cựu vận động viên tennis chuyên nghiệp Hoàng Thạch Trung và một vận động viên pickleball chuyên nghiệp Bảo Thanh Đa. Đây, quay lại sát sát Bảo Thanh Đa chút xíu. Đó. Rồi. Chứ pickleball em tên là gì? Bảo gì? À. Ừ. Rồi. Giờ gần 9 giờ rồi các bạn và chuẩn bị đánh là 4 trận tứ kết nha. Hoàng cũng lọt vô tứ kết nha các bạn nha. Chờ Hoàng coi thử Hoàng đánh vô trong không nha. Sau đây là đã cuối cùng đã tìm được hai đội vô chung kết rồi. Chúc mừng em Thành City đã lọt vô chung kết. Thịnh, rồi chúc mừng Tùng, chúc mừng bạn. Ok. Rồi chúc mừng hai đội thi đấu, chúng ta cùng coi trận chung kết nữa là để coi cuối cùng chiếc cúp vô địch
cùng với phần thưởng trị giá 60 triệu đồng sẽ thuộc về ai nha các bạn nha. Rồi vậy là cuối cùng giải cũng đã xong các bạn, cũng đã khuya rồi. Sau một lần nữa Hoàng cảm ơn các bạn rất nhiều đã đồng hành cùng Hoàng trong chiếc clip này ha. Một chiếc clip bên lề không liên quan gì tới đội xe, nó chủ yếu là những cái hoạt động vui chơi thể thao của anh em. Nhưng mà các bạn nhớ nha, đây đây các bạn, nước Mira, nước Mira Hoàng đang phân phối là có nước kiềm nè, có thể uống hàng ngày được, giá thành chỉ có 9.000 một chai thôi. Và nước vitamin, đặc biệt là hương đào và hương trái vải, rất là ngon, rất là thơm ngon, rất là bổ dưỡng. Những anh em vận động thể thao nè, uống trong lúc mà tập luyện nè, trong lúc thi đấu là rất là tốt nha. Mira, nhớ liên hệ Hoàng nha. Bye bye, hẹn gặp lại.